Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 3 trong sách giáo khoa sinh học 6 trang 114 đề bài như sau. Vận dụng những hiểu biết về các điều kiện nảy mầm của hạt, hãy giải thích cơ sở của một số biện pháp kỹ thuật sau. Thứ nhất là sau khi gieo hạt, gặp trời mưa to nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay. Thứ hai, phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt. Thứ ba, khi trời rét phải phủ rơm dạ cho hạt đã gieo. Thứ tư, phải gieo hạt đúng thời vụ, và thứ năm phải bảo quản tốt hạt giống như các em đã thấy thì đây là một câu hỏi liên hệ với thực tế vậy để trả lời được câu hỏi này các em hãy vận dụng những hiểu biết của mình về điều kiện hãy mầm nảy mầm của hạt trong thực tế trong sản xuất để đưa ra câu trả lời sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết biện pháp thứ nhất là sau khi gieo hạt nếu gặp trời mưa to nếu đất bị úng thì chúng ta cần phải tháo hết nước ngay vì nếu như không tháo nước đất sẽ bị ngập làm cho hạt bị hư không nảy mầm được do thiếu oxy. Thứ hai là chúng ta phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt để cho đất thoáng khí có nhiều oxy để hạt hô hấp. Từ đó thì hạt sẽ nảy mầm tốt hơn. Biện pháp đủ thứ ba đúng là khi trời rét thì chúng ta phải phủ rơm dạ hoặc là cho cho hạt đã gieo để có thể giữ được nhiệt độ thích hợp cho hạt nảy mầm. Thứ tư, đó là chúng ta cần phải gieo hạt đúng thời vụ, vì nếu như gieo đúng thời vụ thì sẽ có đủ các điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, độ ẩm cho hạt nảy mầm. Thứ năm, chúng ta cần phải bảo quản tốt hạt giống, vì nếu như hạt giống mà không bị mọt, không bị sâu bệnh hại, chứa nhiều chất dinh dưỡng thì khả năng nảy mầm sẽ cao hơn. Như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 3 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 114.